Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin cập nhật phần tiếp theo của câu chuyện Chị Trinh đi tìm em. Thưa quý vị, cách đây khoảng nửa tháng thì chị Trinh có lên chương trình để mong muốn kiếm lại người em của chị mà bị mẹ của chị đã bỏ ở phòng trọ năm xưa. Sau khi chị Trinh lên chương trình cập nhật đến nay là đã nửa tháng thì may mắn Tuấn Vĩ đã nhận được thông tin của chính người em của chị đã lên tiếng. Trước khi quý vị gặp em của chị Trinh thì giờ đây mời quý vị cùng nghe chị Trinh nêu lại thời khắc mà mẹ chị đã bỏ em ở nhà trọ tại Nha Trang. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Cái năm 75 thì mẹ chị có ẵm một thằng em của chị là đi năm 75 lần vô tại phòng trọ ở Nha Trang. Rồi mẹ chị bẻ mới bỏ thằng nhỏ nằm ở trên giường đó, bẻ mới đi. Mà bà đỡ lại là một cái giỏ sách với một bình sữa, với quần áo của nó. Rồi cái bà đi, bà mẹ đi, bà không có nói gì với ai hết. Chẳng như ý muốn của bà là bà bỏ, bà giấu, bà không nói. Bà nói là đi ra chợ rồi gì đó. Sau này là đi luôn đó, đi luôn cho tới giờ. Khi mà bây giờ lên hỏi mẹ thì có nhớ còn chỗ đó, mẹ có bỏ nó, mẹ nhớ không, mẹ dẫn vô đó coi thử còn không. Thì năm đó thì mẹ cũng có dẫn vô, vô tại ở phòng trọ Nha Trang đó. Thì phong cảnh cũng còn y như xưa vậy á, là mẹ cũng có đứng khắp. Cái người chủ ở tại phòng trọ đó họ ra họ mới hỏi. Thì mẹ cũng hỏi lại cái câu chuyện là mẹ có bỏ con nằm ở trên giường đó. Thì cái bà ở phòng trọ đó bà mới nói là cái năm đó là cô đi biệt tích, cô không có nói gì tới tôi hết. Thằng nhỏ ở đây nó khóc mấy ngày trời, chính tôi ẵm, tôi cho nó bú. Mấy ngày cũng không thấy cô quay lại. Sau đó thì có hai vợ chồng, cái người ở Sài Gòn đó, họ tới đây họ ở chợ. Họ thấy vậy họ mới hỏi, thì tôi cỡ sự việc nó là như thế vậy á, là mẹ đã bỏ nó đi mấy bữa đây là không thấy quay lại. Rồi hai vợ chồng thời gian đó, hai vợ chồng đó mới sinh cái thằng nhỏ đó. Rồi cái bé là đứng ra là cái bé đó bé mới cỡ vậy á, hai vợ chồng nó mới sinh. Thì tôi nghĩ da hầu con tôi nó cũng đang bú nữa, mà nghĩ làm sao mà nuôi được hai đứa. Thành ra bên nhà chợ đó bé mới cho hai vợ chồng đó. Rồi là bắt đầu là chị mới hỏi là vậy thì hai vợ chồng có đỡ lại cái gì không. Bé mới nói cá, đỡ tôi vô tôi lục còn cái cá cái địa chỉ đó. Vậy cái bây giờ bà lấy cái địa chỉ đó ra là mình đọc ở trong cái địa chỉ đó là đỡ tên là Hát Long. Địa chỉ quận gì đó, hoặc Sài Gòn, hoặc ở tại Sài Gòn đó, lâu quá cũng không nhớ. Là nhớ cái tên Hát Long đó. Bắt đầu mới lấy cái địa chỉ đó là hai mẹ con mới đi vô Sài Gòn trong một buổi chiều đó luôn. Vô đó là tới ngay chỗ tại Sài Gòn đó. Vô tại Sài Gòn, vô xe thô nó không chở tới. Tới tại ngay chỗ đó, đúng địa chỉ đó luôn. Là người ta cũng nói y vậy á. Nuôi cá hai vợ chồng nó có ẵm một thằng nhỏ ở Nha Trang về đây. Mà cái năm đó thì nghe nói đi qua Thái Lan rồi. Nhân Tuấn Vĩ như thế này nè. Dạ. Yeah. Tôi rất buồn. Cái người trong đó là cái tôi đó. Vì ngày xưa là mẹ tôi ở Nha Trang mới đem tôi vô trong phòng trọ bỏ lại. Thì tôi được cái người nuôi tôi kể lời. Nhưng tôi không muốn nhắc cái câu chuyện buồn này nữa anh Tuấn Vĩ. Dạ. Yeah. Vì tôi sống cô độc lâu rồi. Thành thử tôi suy nghĩ mẹ mình mà lúc mình cái tôi lúc đó đó mẹ tôi bỏ tôi á, lúc đó là từ người ta nói lại thì từ 10 tháng đổ lên. Bởi vì lúc đó tôi biết lạc kìa biết bò rồi. Chứ không phải như cái chị hồi hôm tôi mới coi cái chị đó nói là 5 tháng thì cũng không phải. Như vậy thì có một thời gian tôi về quận 4 ở thành phố anh Tuấn Vĩ. Dạ. Và như vậy thì tôi sống là dưới cha nuôi của tôi là Hoa Nguyễn ở quận 4 đường Tôn Đản á. Dạ. Như vậy thì có lúc đó là tôi đã lớn rồi, tôi lên là khoảng độ cỡ khoảng 10 tuổi đổ lại.
10 tuổi với mười mấy tuổi đổ lại, nhưng tôi không nhớ nổi nha, nhưng nói lớn chắc cũng không nhớ được. Thì có hai cái người, một người già và một người trẻ, là lại kiếm tôi. Thì lúc đó tôi đứng bên đó, nhưng mà tôi đâu có biết là cái chuyện gì đâu. Sau này tôi nhớ lại cái hình ảnh cái người mà mặc cái áo bông bông, tôi còn nhớ mặc cái áo bông bông mà kiểu như ông chùm sò mà ổng mặc á, mà diễn tuồng đó nghe, bông 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 đen bông bông vàng đó. Dạ. Thì nghe nói nghe nghe cha nuôi tôi nói lại là mẹ của tôi và cái người kia là cô hay gì hay là chị gì đó thì tôi không còn nhớ nổi. Cái này cũng nói thật sự chứ anh tướng vậy là không nhớ nổi. Như Dạ. vậy thì lúc đó là cha cha nuôi tôi là ông Hắc Long, như vậy là mới sợ là mới nhìn được, Vậy là đúng câu mới chuyện, nhìn. đúng câu chuyện của chị Trinh rồi đó anh hả? Dạ, như vậy thì mới nhìn, sợ mới nhìn được. Dạ, tôi kể hết cho Tuấn Vĩ nghe như thế này. Dạ. Như vậy thì cha nuôi tôi á mới sợ là nhìn lại á, nên mới bán tôi lại 1 tấn cá lóc cho giữa cá Mai Thành. Hiện tại là ông già nuôi tôi cái đoạn đường sau này Dạ. đó, bán gì ở dưới Cà Mau á. Nhưng bây giờ tôi là ở dưới Cà Mau, nhưng mà cũng nói thật sự với báo cáo với Tuấn Vĩ nghe là tôi hiện tại thì tôi cũng có một cái địa vị trong xã hội, là tôi làm bên ngành. Thành Dạ. thử ra từ chỗ đó là tôi thấy tôi rất thích cái chương trình của anh, bị gì nhưng mà tôi rất buồn cho là mẹ tôi. Thành thử ra tôi thấy thì cái chị Trinh á, thì chị nhiệt tình đi kiếm em, nhưng mà tôi hận quá, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắn nhủ với anh á, cho chị Trinh biết là em của chị vẫn mạnh giỏi. Nhưng mà cái nhìn lại thì bị gì, tôi thừa biết á, mới đầu á tôi nghĩ rằng là ông già tôi á là sao, nhưng mà sau này nghe cha cha nuôi cha trước á, kể lại á, mẹ tôi ngày xưa á, là một cũng như là một cái tiếp viên bây giờ vậy á, cái Dạ, gì tiếp dạ. viên á trong cái nhà hàng. Còn cha tôi á, là lính lính chế độ cũ á. Nhưng mà hiện tại tôi ở với ông già sao, tôi ổng mới cho tôi thì đâu ai biết gốc gác. Thành thử tôi thì bây giờ là một đảng viên Dạ. ở trong ngành tòa án. Thành thử tôi thấy chị tôi, nhưng mà nếu giả sử như chị tôi và mẹ tôi nói thật sự tôi, thì cái bàn dò tôi có cái gì? Vì nếu nói đúng á thì có thể tôi nhìn chị tôi, nhưng mà mẹ tôi thì tôi chưa biết nha. Tôi nói thiệt là chưa biết, vì tôi quá hận anh ảnh vậy ơi, Dạ. buồn. Nói thật thật tử vậy, nếu anh Dạ. nằm trong cái hoàn cảnh của tôi thì Dạ. cái đứa con mà anh đẻ ra mà anh bỏ lại trong phòng trọ, tôi Dạ, anh bớt xúc động, anh bớt xúc động. Thật ra cái việc này đó thì người mẹ đúng là thật sự là người mẹ thì rất là đáng trách, nhưng mà cái việc thì nó cũng đã diễn ra rồi. Thì như anh biết đó là mẹ làm trong cái công việc đó vào cái thời điểm đó thì có phần là trong trong cái môi trường á, và hơn nữa là con người của mẹ thì dường như là cũng thời điểm đó có thể là nông cạn, cho nên là cái gì thôi mình bỏ qua được thì mình nên nên bỏ qua. Thì trước mắt á, thì mình thấy được cái sự mà tha thiết của người chị đó, dù sao người chị cũng lên tiếng đó thì phần nào cũng an ủi mình phần nào đó anh. Cho nên là theo em nghĩ đó, thì trong cái việc mà để mà nhìn nhận nhau đó thì nói về cái đặc điểm thì chúng ta cũng để nhận định phần nào thôi, còn nếu để mà để mà thuyết phục đó, thì là chúng ta nên đi đến cái kết quả xét nghiệm ADN đó, bây giờ nó rất là dễ dễ lắm, thì cái đó tôi bị lo được. Thì điều quan trọng là cái nguyện vọng của anh bây giờ như thế nào. tôi hứa với anh là tôi sẽ nhìn chị tôi, nhưng mà mẹ tôi không biết. Vì gì tôi nói anh nghe nè, tôi kể hết cho anh nghe. Mẹ tôi á, lúc đó bỏ tôi đó, không phải mẹ tôi là vì tiền, mà mẹ tôi đi theo cái ông kia. Thành thử cái hai do ông chủ nhà trọ đó, ông chủ nhà trọ bà nhà trọ đó, là lúc đó đó có đẻ một cái người anh tên Hoàng, là một cái người con là cũng đồng đồng tuổi với tôi á. Thành thử tôi bú ở đó, là tôi bú nhờ người ta mà anh. Và là cái hai vợ chồng người cái ông chủ nhà trọ có đi kiếm mẹ tôi, là biết mẹ tôi có chồng trong đó đó. Mẹ tôi bỏ tôi đi để có chồng, chứ không phải là mẹ tôi á, là đi đó là để đi làm gì. Nên thành thử anh thấy nó tức không, nó hận trong con người không đó. Mà bỏ con mình lại, là hai cái người đó, đó là cái hai cái người mà chủ nhà trọ đó đó thì ấy. Nhưng mà bây giờ tôi không biết chỗ nào để tôi tìm người ta để tôi trả ơn, để nói gì cho mình quá bố. Nhưng mà rồi sau này á, cho cha nuôi tôi là ông Hắc Long á, ổng mới bán lời cho ông này, thì ổng không có ganh đâu, ông già bây giờ không ganh, mà ổng bà cũng mất hết rồi. Còn cái tìm lợi thì tôi muốn nhắn nhủ với chị tôi,
Hay là tôi muốn được một cuộc điện thoại của chị tôi thì để chị em cho chị biết là tôi còn sống như thôi, chứ còn nhìn chi anh vậy? Đã hồi nhỏ mà ta không thương mình, ta bỏ mình rồi, bây giờ nhìn để làm gì? Nhìn để Dạ, làm gì? thì Dạ. cái này đó thì thực sự là mình phải cần thời gian để suy nghĩ thêm và nhìn về nhiều góc độ khác nhau. Gọi là đúng, thực sự là ai nằm trong hoàn cảnh của anh thì cũng rất là đáng buồn, vì mẹ đã tuyệt tình với mình, chạy bỏ mình đó mà không ngó ngàng gì, thì đúng thật sự là cũng rất là đáng buồn về điều đó. Nhưng mà nếu để mà Dạ. nhìn về cái cội nguồn, để cho biết cội nguồn, và hơn nữa là đôi khi để cho mẹ có cái cơ hội mẹ chuộc lại lỗi lầm á, thì chúng ta nhìn về cái góc độ đó. Và nói Dạ. thêm nữa là về cái việc mà người chị, thì người chị cũng rất là tha thiết về điều này, thì cho nên á, thì trong cái việc sắp tới đây thì vị sẽ gửi cái số điện thoại của anh cho chị Trinh, để rồi đôi bên chị em trò chuyện với nhau, và sau đó thì đôi bên tự làm thế nào đó cho nó hài hòa và phù hợp. Còn đối với Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ chỉ là kết nối khi mà hai đôi bên chưa biết nhau đó, thì khi mà kết nối được lại với nhau đó là cái công việc mà Tuấn Vĩ cần làm. Còn về xử lý như thế nào, hay là đôi bên Dạ sẽ dạ thế nào đó, thì tùy tùy đôi bên nha anh nha. dạ Dạ em dạ. có tôi có gặp Tướng Vĩ một lần, là tôi Tướng Vĩ đã thấy tôi ngoài đời rồi, bởi vì Tướng Ồ. Vĩ có đi đám của anh Bình á. Tôi đứng tôi dòm Tướng Vĩ lâu lắm, Ừ. tôi đứng tôi dòm Tướng Vĩ, tôi muốn nói lời, tôi nắm tay Tướng Vĩ, tôi nói tôi đây nè, nhưng mà Dạ. tôi ngăn lời là tôi đi cái chiếc 7 chỗ xuống, tôi muốn tôi biết là bữa đó có Tướng Vĩ, thành thử tôi đi đi À. đám của anh Bình. À vậy đó hả? Anh Ừ. tôi đi lại Tướng Vĩ 3 lần, nhưng mà tôi không không thể nói Tướng Vĩ nghe được, bởi vì cái hận của tôi Tướng Vĩ phải biết. Tôi nhớ là Dạ. cái hình ảnh mà một đứa nhỏ, bây giờ tôi thì tôi có cháu nội chứ, rồi thành thử tôi thấy cháu nội tôi bò rồi, tôi nhớ là tôi ngồi tôi khóc riêng tôi à, mà đâu ai biết đâu, không ai biết đâu. Cái đó thành thử ra tôi nói thiệt, tôi hận dữ lắm Tướng Vĩ. Không phải là hồi đó không có phải bỏ nhỏ nên Tướng Vĩ, tôi lớn rồi, bởi vì cái ông già nuôi của tôi á, là bác Hát Long á, là tôi kêu bằng ổng bằng bác, ông không có cho tôi kêu bằng cha. Bác á, là bác nói á, là lúc đó là tôi biết bò rồi. Yeah. Như vậy á, thì á, là có một lần á, là tôi có được biết mặt mẹ tôi một lần, tôi còn nhớ mặt áo màu bông 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 á, mà bông tròn tròn, nhưng mà tôi đâu có biết đó là mẹ đâu, mà chạy ra mà ôm Là chứ cũng khao khát lắm. cái lần mà mẹ trở lại kiếm ha, là anh có được gặp mà anh không biết, để mà đối diện thôi phải không? Đâu có biết đâu, không có biết cái gì hết trơn anh Tướng Vĩ Dạ ơi. dạ Lúc đó là ở thành phố, ở quận 4 á, đường Tôn Đản á. dạ Rồi bây giờ thì qua cái việc mà em xác nhận thông tin trên cái cơ bản rồi đó, thì em sẽ gửi số điện thoại của đôi bên cho nhau, rồi em sẽ nói chị Trinh gọi cho anh nha, rồi đôi bên trao đổi trò chuyện với nhau. Thì dù sao, dạ rồi mọi việc thế nào chị? À chị quen giờ là chị có liên lạc á, là hai bên nó trùng khớp 10% luôn, cho đừng nói 90%, Chúc nó mừng. trùng khớp 10% luôn. Dạ. À ý bây giờ là hồi nãy chị cũng lên má đồ, cũng gọi cho nó gặp má đồ. À, hồi nó hỏi má là hồi xưa bà nó bằng cái gì gì, còn lại cái gì rồi, là nó cỡ này là bà má bà nó chính xác luôn, từng cái bình sữa, từng cái sách đồ đồ là nó trùng khớp đủ hết. Bà già bà không nghiện, bà không khóc luôn, cho giờ bà cũng có biết nói gì hết. Chung bà lớn tuổi bà nói được, bà khóc không là đầu chị má chạy về đây. À, ý là chị muốn hỏi em là như ví dụ bây giờ mình còn xét nghiệm nữa, là em coi em làm xét nghiệm chị với nó nữa coi cho nó chính xác. Dạ. Theo em á, thì nếu mà mình có cái sự băn khoăn thì nên xét nghiệm, để cho đôi bên không còn phải suy nghĩ gì thêm. Thì cũng hơi đáng tiếc một chút á, là ở cái chỗ là ảnh là đảng viên, nên là ảnh hơi e ngại về cái việc mà cập nhật cái thông tin này kia đó, thì em cũng không bắt buộc, miễn là đôi bên kết nối được với nhau là em vui rồi. Thì hôm qua đó thì ảnh nói chuyện, thì em sợ nhất á, là sợ ảnh giận má, ảnh không có chịu gặp. Nhưng mà bây giờ ảnh chịu gặp vậy thì cũng đôi bên cũng giải tỏa được tâm lý phần nào.
Dạ, chị cũng khuyên nó, cho nó không có chịu gặp. Chị cũng khuyên thì nói dù sao giờ mẹ mình hồi kia đi, cha mẹ cái nỗi khổ hồi xưa thì mình không có biết được. Cho nên mới bảo con như vậy thì thôi, bây giờ cha mẹ làm chuyện gì sai thì cha mẹ lãnh. Còn bây giờ mình cái đạo làm con, mình phải trả hiếu cho cha mẹ, dù sao mẹ cũng mang nặng mình 9 tháng 10 ngày sinh mình ra. Thì cái công đó thì tôi sợ mình cũng cứ trả hiếu cha mẹ mình nó gương theo để cho con cái rồi sau này nó biết cái nguồn cội nó, cho giờ em hận vậy thì cũng không có được. Đợi nó em cho chị đây, chị cũng đáng hận lắm. Hồi cái ảnh em đi chị cũng mới có lẩm đẩm 2-3 tuổi thôi, cũng bả bà nội nuôi tới lớn đó, chị không biết mẹ luôn á. Chị cũng giống em vậy á, sau này mẹ bả tìm xuống nó sao vậy, đối mặt hai mẹ con mà gọi là cô chứ không biết mẹ luôn á. Hỏi cô vô đây cô tìm ai á, sau này chị mới biết mẹ á. Rồi chị thường xuyên đi chùa, đi nghe kinh, nghe Phật đồ là giải những cái câu chuyện con cái phải có hiếu cha mẹ, mẹ là trên hết. Em cứ đừng hận mẹ làm cái gì vậy á. Rồi nó mới ngủ đêm tới sáng, nó nhắn tin nó nói đâu chị cho em gặp mẹ. Để rồi chị má chạy lên trên Phú Tài á, gọi cho gặp mẹ. Nó cũng nói thôi mẹ yên chí, mẹ đừng có già lớn không có làm gì hết, rồi con la cho mẹ. Tàu nó nói tàu lắm. Dạ. Thì chị biết đó, là cái buổi ban đầu thì cũng có nhiều người giận này kia vậy đó, nhưng mà nói thì nói cho nó hạ dạ thôi, nói cho nó hạ dạ, bởi vì là trong lòng đã dồn nén lâu đó. Giống như trước đây thì có cô Phong ở Pháp mà về kiếm hai anh là anh Trung Hải, anh Bắc Hải đó, thì là anh Bắc Hải có nói đó, là nói đôi khi con xin ơn trên là nếu có kiếp sau thì đừng có đầu thai vô con làm con của mẹ. Có nghĩa là anh nói, anh giận, anh nói vậy đó. Nhưng mà rồi nói xong rồi thôi, rồi mẹ con cũng hòa thuận, rồi mẹ con cũng dành cái thời gian còn lại cho nhau, thương lắm. Nên là nói thì nói vậy thôi, chứ thì máu mủ của mình mà. Để hôm qua mẹ gặp ảnh thì mẹ có khóc không? Sao em? Hôm qua mẹ gặp ảnh thì mẹ có khóc không? Bà nói mẹ, bà không nói được cái gì luôn. Bà nghẹn mà nước mắt bà trào ra, chứ bà nói chứ người cũng mắt bà không nói được cái gì đó. Rồi nó cũng nói là mẹ bỏ con lúc đó, mẹ bỏ con luôn chứ không phải là mẹ gửi ai. Không cần nó nói mẹ. Mẹ bà cũng gật đầu. Bà nói được, bà cứ gật đầu. Mẹ bỏ con lúc đó cái một giật thắt, một cái bình sữa đi lớn như này. Như một cái khăn quần áo con như vậy đó, đúng không? Bà nói đúng rồi con, đúng rồi. Lúc đó chị cũng rất là xúc động. Nói chuyện tiếng gì? Bây giờ là chúng ta chị muốn là biết thì biết dạy, nhưng mà phải qua cái tử em đồ thành ra chị giờ em coi giúp chị như vậy á. Dạ, làm rồi. Rồi, để em gửi cái địa chỉ mà nơi chị đúng khi má nhiều bệnh nhân á. Rồi, em sẽ gửi địa chỉ. Không gặp mặt nó ở ngoài á. Rồi em sẽ gửi cái địa chỉ nơi mà chị, nơi mà nhiều người xét nghiệm ở đó đó, thì đôi bên gửi cái mẫu về đó, chị lấy mẫu của mẹ chị và lấy mẫu của ảnh thì gửi qua cái trung tâm đó, thì sau khi trung tâm nhận được thì 4 ngày sau là có kết quả chị. Để chị muốn sẽ lấy cái mẫu của chị cho chị nó một che đó. Một che một mẹ là nếu là chị muốn xét nghiệm nó có đúng là cũng con của chung của ba chị không vậy, còn lấy mẹ không thì đâu có biết là ba đâu. À rồi, ok chị, rồi muốn muốn xác định có phải là cùng một cha hay không ha. Dạ, lấy nói chung là lấy chị với nó kinh nghiệm chính xác nhất. Dạ rồi, ok rồi, để em nhắn qua cho. Rồi hôm qua khi ảnh nói chuyện đó thì ảnh cũng khóc, ảnh nghẹn ngào, ảnh nói là rất là cảm ơn chị, cảm ơn chị bởi vì là chị còn nhớ tới ảnh, chứ mẹ là coi như mẹ bỏ ảnh luôn rồi. Thương lắm. Tàu, nó nói tàu. Vì giờ hai chị em cũng khắp suốt là gia nó cỡ cái hoàn cảnh đồ, hầu nó gặp chị vô đó rồi nó nhớ từng mặt cái bộ đồ gì luôn. Nhưng mà phía bên cha nuôi nó thì ngăn cản nó, cha bán qua đời một người thứ hai nữa chứ không phải là cái ông Hát Long đó nuôi.
Anh Hát Lâm đã nhận đến giờ đầu tư khá lớn. Cũng cho anh Hát Lâm lớn bán qua một người nữa. Bán qua một người nữa rồi mà bán người đó là người kia lại mua nó mà lại cấn qua một xào ké gì đó. Nó cỡ cấn em qua một xào ké cho nên giờ cái đời em hận ké, em không có ăn ké. Nó nói vậy á. Rồi bây giờ nói chung là mấy người lớn đó bây giờ cũng mất hết rồi. Ôi cha mẹ Hát Lâm như cha nuôi em ông sau đây rồi cũng mất hết rồi, cho nên bây giờ em tìm chị. Em thấy như vậy rồi vậy á, em mới gọi thẳng tới cũng vậy đó nhờ. Cũng chào thương như hơn nữa nha, ông ba ông già ông chết xuống á, là đúng linh luôn á. Ba chị nói chết 2 năm nay vậy mấy. Nó nói là cha em thấy một cái chim bao, em mới điện thẳng tới cũng vậy. Em thấy trên bao là một cái ông lớn tuổi mà tóc bạc hết. Ông gì ông khỏa cái chán của em mà. Ông nói là ngày mai con phải đi tìm mẹ. Em không tin luôn. Chứ em hận mẹ lắm. Em không bao giờ em nói tìm mẹ nữa đó. Mà em thấy một cái trên bao tóc đó là sáng em nghĩ lại là em điện thẳng cho tao cũng vậy. Chứ em gặp em thấy chị lên cái kênh của cái gì tìm đó. Là em hận mẹ em không muốn liên lạc. Dạ, em gặp Tướng Dĩ cũng 2-3 lần rồi đó. Đúng rồi. Nó gặp đi gì đám chết đám đồ gì mình đồ gì đó. Có nghĩa là ảnh có biết em ở cái địa điểm nọ trong một cái cuộc trong một cái cuộc gặp gỡ, thì ảnh có đứng đó luôn mà ảnh không có đủ can đảm để mà ảnh lên tiếng, bởi vì ảnh giận mẹ quá, ảnh không có đủ can đảm để ảnh lên tiếng. Có nghĩa là ngập ngừng đó chị, ảnh ngập ngừng hoài mấy lần về nay ảnh mới quyết định là ảnh báo cho em. Chứ còn trước đó là ảnh giận. Nó ốm nhìn thấy nó không biết giống, nhưng mà nhìn kỹ nó cái sống mũi cặp mắt nó là giống bà nậu ba y đúc. Em khổ nhả lớn em khổ chứ bệnh hoạn đồ đó thành ra ốm. Thấy thương. Rồi bây giờ thế này chị, em sẽ gửi cái địa chỉ nơi xét nghiệm ADN cho chị nha, rồi đôi bên sẽ gửi mẫu về đó chị ha. Rồi Tướng Dĩ ơi, gặp ông sẽ chị nói chuyện. Dạ chào anh. Chào em. Cái đây là cái chương trình đây là em có còn quay trên mạng không? Dạ có. Còn quay trực tiếp không? Dạ không trực tiếp. Em quay rồi em đăng sau. Cái đây là đầu tiên là chỉ là rất cảm ơn Tướng Dĩ nhiều. Nếu mà chưa biết thành công hay không thành công, nhưng mà thành công nữa là cảm ơn Tướng Dĩ rất nhiều. Mà chương trình đây gặp thằng em mà do nó làm ở trong cơ quan á, thành là nó không có đăng lên thông tin được. Nói cho Tướng Dĩ thông cảm cái chỗ đó. Vì nó hôm qua đây là anh có gặp nó, là nó nói bây giờ nó rất phải thông cảm hoàn cảnh nó là họ khác. Mà bây giờ là gặp cha là họ khác. Rồi trong đó nó đang phấn đấu là cái đáng rồi này kia. Đã nhiều lúc cách rồi là tôi nghĩ nên thông cảm chỗ đó. Không sao hết trơn. Em chỉ cần ghi nhận bên anh chị được rồi. Còn ảnh thì em cũng không có đưa hình ảnh này kia của ảnh lên đâu. Vì ảnh cũng muốn thôi chứ đâu có làm cái đó làm chi. Hôm qua nay là cũng nói chuyện với nó rất nhiều. Nó nói chắc em không gặp mẹ. Rồi anh với phân tích là nói ông mà nếu mà em không gặp thì không được, dù sao mẹ cũng sanh nặng đẻ đau, biết rằng mẹ đã bỏ em, nhưng mà cái thời gian lúc trước là mình không biết là cái hoàn cảnh nào trong đó được. Âu em bây giờ là cứ nghe lời anh là gì là nhận mẹ lại mẹ, rồi nói hung rồi nói sáng nay là nó nhận hết anh. Thì giận, vậy giận, bây giờ chương trình là nó nói là muốn chính xác nó ra về đây là sẽ thử ADN. Thử ADN mà chắc phải nhờ Tướng Dĩ là gỡ cái mẫu ở chỗ nào cho nó chính xác á. Ok anh, em sẽ gửi cái địa chỉ qua cho anh chị. Anh nói gỡ cái mẫu đó đi nước ngoài mà. Xét nghiệm ở trong nước, xét nghiệm nước ngoài chi cho nó tốn thời gian và tốn tiền. Đâu cần thiết. Trong nước vẫn chính xác. Trời ơi, chính xác chứ. Mà thằng em đó nó nói là nó nói chắc Tuấn Dĩ gỡ ra đi nước ngoài nó nói là không uống bia uống rượu đồ gì hết á. Cái đó không quan trọng đâu,
cái gen á, là cái gen của có cùng huyết thống hay không, chứ cũng không có phải là do uống rượu hay là do thay máu hoặc này kia, nó cũng không có thay đổi được đâu. Kể cả có thay máu chăng nữa cũng không thay đổi được, bởi vì cái gen nó nằm ở trong tủy trong ấy của con người á. Không có vấn đề gì đâu. Bây giờ lấy là tóc và lái nhẹ hả Tướng Vĩ ha? Dạ. Tóc và móng tay, đương nhiên thì là em sẽ gửi cái số của trung tâm đó, thì anh chị cái nào mà chưa biết thì gọi cho trung tâm, người ta hướng dẫn cho nha anh chị nha, trên tinh thần như vậy. Bởi vì em đang còn, cảm ơn Tướng Vĩ nhiều. Dạ, em đang ngồi ngoài sân bay á, chuẩn bị bay đó, nên là em xin phép. Rồi, có ngày gặp lại Tướng Vĩ rồi. Dạ, chúc mừng anh chị nha, chúc mừng.